Đăng đã trở lại với kênh vlog của mình ha. Hôm nay mình có rất nhiều què diêm các bạn ơi. Đây nè, mình mới mua nè. Và tôi đố các bạn nghe. Đây tôi cho các bạn xem nè. Đố các bạn nghe, ở Sài Gòn nè. Ở Sài Gòn ha. Tôi đố các bạn mà kiếm được một hộp què diêm thống nhất như tôi đó, đó mới là cái độc đáo của tôi đó. Cái diêm thống nhất này không bao giờ có ở Sài Gòn nha các bạn, không bao giờ xuất hiện ở Sài Gòn. Tôi hứa, tôi thề, tôi đảm bảo cho các bạn. Nếu các bạn nào tìm được hộp diêm thống nhất nào khác ngoài ở tôi có ở dưới đất Sài Gòn này, tôi sẽ tận hưởng, tôi sẽ thưởng cho các bạn bao nhiêu đồng? 50.000. Ok, thẻ cào điện thoại ha. Rồi bây giờ không dài dòng nữa. Giờ hôm nay mình sẽ quyết định là mình mua rất là nhiều què diêm về, mình chỉ cắt mình lấy cái đầu thôi. Ok, mình cắt vậy nè, y vậy nè. Đó, để cho các bạn coi, chỉ lấy cái đầu thôi ha. Rồi ha. Thì xong cái này cắt lâu lâu lắm mấy các bạn ơi, chuẩn bị trước à. Sau mấy ngày chuẩn bị thì mình cũng cắt được một hũ này vậy nè. Rồi bây giờ tới mình có một cái nữa, đó là trái dưa hấu ha. Đây trái dưa hấu này các bạn ơi, thì trái dưa hấu này mình sẽ bỏ cái ruột nó đi bằng cách là mình khoét một lỗ trên đây nè, mình bỏ cái ruột hết, làm khô phía bên trong xong đổ diêm vô ha. Rồi mình dùng cái ống hút này để mình chọc 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 xung quanh y như con nhím vậy đó, y như con bạch tuộc chính cái con bạch tuộc chính cái giòi á các bạn, là con quái vật á, để mình đốt coi thử coi ra sao. Bây giờ các bạn cùng theo chân mình để mình đi làm ha. Ok. Vậy là sau 3 ngày miệt mài làm việc không nghỉ ha, vừa cắt quẹt diêm nè, rồi cái làm đủ thứ hết trơn á, hôm nay mình mới chính thức làm xong nha các bạn. Thì bây giờ mình đốt luôn cho các bạn coi ha, coi thử nó hoành tráng tới đâu ha. Ok, bây giờ mình đốt nè các bạn, chú ý nha, mình bắt đầu đốt nè. À không, thôi các bạn ơi,
Để tối đi, trời tối rồi mình ra, trời tối đốt đẹp hơn giờ ban ngày, đốt dòm nó xấu lắm. Để tối đi ha, tối mình ra mình đốt cho các bạn coi ha. Trời tối rồi các bạn ơi. Bây giờ hiện tại là mình lần này mình đốt thiệt nha, không có giỡn với mấy bạn nữa nha. Ok. Giờ trời cũng tối và tối có thể là đốt thì nó đẹp hơn là ban ngày mà. Rồi bây giờ mình đặt xuống đây ha. Máy móc rồi set up chưa? Để coi set up cái máy này coi. Quay đi không sao đâu, nó không nổ. Ờ, này giống phá bóng gì đó Quay đi không sao đâu, nó không nổ. Quay tiếp ngay, quay tiếp ngay. Đẹp quá mấy bạn ơi. Cháy hết trơn cái áo nè. Xé nó ra coi cũng. Quay cẩn thận anh cho coi. Nó cháy hết gáo luôn á. Mà nó không bị bể trái dưa hấu luôn mấy bạn ơi. Nó cháy gáo luôn á. Mà nó không bị bể trái dưa hấu. Cháy gáo luôn á. Mà nó không bị bể trái dưa hấu luôn mấy bạn ơi. Video của mình kết thúc tại đây. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe, chia sẻ kênh YouTube của mình nha. Bye bye.